Đang là 8 giờ sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hiện tại thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ sản phẩm là bộ bàn ghế nghê đỉnh cột 12, làm theo yêu cầu và đơn đặt hàng của anh Khỏe tại Hà Nội. Thì năm ngoái anh đã đặt chúng tôi một bộ sản phẩm như vậy rồi, năm nay anh lại đặt tiếp một bộ sản phẩm hàng VIP như này nữa cho cháu của anh. Đây là sản phẩm anh thưởng tôi và hàng cực kỳ là dày dặn, chắc chắn và đục tay rất là đẹp. Thì ở trên màn hình là tổng thể của bộ sản phẩm đây, quý vị có thể quan sát thấy. Về tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người cùng xem. Thì bộ sản phẩm này bao gồm có 6 món. Và gồm có một đoạn dài, hai ghế ngắn, một bàn và hai đôn. Tất cả đều chọn hàng đẹp sạch sẽ luôn. Đôn hai đôn nhỏ là kích thước là 40-40, đôn cao là 40-75. Hàng chọn sạch sẽ. Bàn thì có kích thước là 75 x 1,5 m. Có hai ngăn kéo, quân tranh 4 phân, ván mặt 2 phân và được đục chạm thuận buồm xuôi gió đây. Mặt bàn này đục đây, thì tôi để mộc như vậy nhưng khi sơn lên thì nó mới nổi lên, nó đẹp. Dày dặn này, yếm cong, quý vị thấy yếm cong rất đẹp. Do sản phẩm là để mộc nên là quý vị nhìn màu sắc nó trắng màu như này, nhưng khi sơn hoàn thiện lên thì nó nổi vân lên rất là đẹp. Khi sơn hoàn thiện lên nó nổi vân lên. Chiếc đoạn dài thì có kích thước là 1m97 x 62. Và toàn bộ phần tay và phần trương này thì được đục chạm thủ công 100%. Phần vách cũng vậy, vách dày 4 phân. Và phần tay này là liền khối nhé, yếm cong hết. Sản phẩm rất là đẹp. Quý vị xem trực tiếp này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với quý vị xem qua video. Đây, ván mặt là một lá liền khối, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên. Vách là đục tứ quý tùng trúc cúc mai. Đấy, giữa là sen cò chống nghê. Okay. Đẹp. Đây là phần trương ghế đây. Vườn ngũ rất là đẹp, vườn sóng núi luôn. Phần khuôn tranh ghế là dày 4 phân, ván mặt là ván ghế ngồi này là 2 phân này, quý vị nhé. Còn đây là hình ảnh của hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ này có kích thước là 85 x 62. Khi bộ này khi hoàn thiện lên thì rất là đẹp, nó sẽ nổi vân gỗ lên. Toàn bộ hình ảnh tôi lướt qua hết một vòng, quý vị có thể xem. Rất là đẹp, đục tay hoàn toàn 100%. Rất là sâu. Đây, quý vị có thể thấy tôi lướt qua toàn bộ. Kể cả là phía đằng sau luôn. Phía đằng sau cũng như vậy. Đây, tôi sẽ lau cho quý vị xem được thấy cái đấy. Khi chúng ta phun sơn này thì cái vân gỗ nó sẽ nổi lên như thế này, cực kỳ đẹp luôn. Tại ta để mộc nó sinh cám cưa này, nó không rõ vân đấy.
Ok, quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0957 510 806, địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Quý vị có thể xem thêm những clip khác ở trên website đồ gỗ tùng8.com. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những clip khác nhé.